Mến chào anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một căn nhà cấp 4 gác lửng mái Thái, diện tích là ngang 5m và dài 31m, cực kỳ rộng rãi, thoải mái, có sân trước, sân sau. Căn nhà này phong thủy hướng đông rất là mát mẻ anh chị nhé. Tọa lạc tại ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Ngang 5m, dài 31m, anh chủ thiết kế xây cũng khá là chất lượng, kiên cố. Thiết kế theo kiểu tầng lửng anh chị nhé. Đây là không gian phòng khách. Và di chuyển lên bên trên không gian tầng lửng thì chúng ta sẽ có đó là một phòng ngủ, một nhà tắm WC và một không gian anh chị có thể làm phòng thờ. Sổ hồng riêng thổ cư 100% sở hữu lâu dài vĩnh viễn anh chị nhé. Căn này thì giá là 2 tỷ 100 triệu Việt Nam đồng là bao trọn gói sang tên. Đây là không gian trên tầng lửng, chúng ta có một phòng ngủ, một nhà tắm WC và một không gian để cô chú anh chị mình có thể làm phòng thờ. Nhà hướng đông cho nên rất là mát mẻ. Trước nhà là đường bê tông 5m chạy thông hai đầu, kết nối từ đường cổng chào ấp Rừng Dầu, thông ra đường nhựa ấp Rừng Xến. Tỷ 100 triệu Việt Nam đồng là bao trọn gói sang tên anh chị nhé. Cô chú anh chị và các bạn theo dõi được video này của Biển Xanh thấy nó phù hợp với tài chính và nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số 037 730 4018. Biển Xanh dẫn mình xem nhà trực tiếp nhé. Và di chuyển tiếp vào bên trong đó là không gian của nhà bếp. Và ở dưới tầng trệt này thì có một phòng ngủ cho người lớn tuổi anh chị nhé. Đây, căn phòng này là một phòng ngủ. Nếu mà gia đình nào có bố mẹ ở chung thì ông bà sẽ ở căn phòng này. Và di chuyển tiếp ra phía đằng sau đó là khu vực công trình phụ, nhà tắm, WC, không gian phơi đồ, đặt máy giặt, khá là rộng rãi anh chị nhé. Ngang 5 dài 31, anh chủ xây hết đất cho nên căn nhà khá là rộng. Dạ vâng, cô chú anh chị và các bạn xem được video này của em thấy phù hợp nhu cầu và tài chính thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em nhé.